ca sĩ Hoàng Vũ mất khả năng ca hát, bệnh nặng phải nhận quyên góp từ đồng nghiệp nam ca sĩ ca sĩ Hoàng Vũ, sau khi đổ bệnh và khiến khán giả sốc bởi ngoại hình biến dạng, gầy rộc, dung nhan bị phá hủy bởi sức khỏe đi xuống. Thì mới đây, anh còn được biết chính thức mất khả năng ca hát, tình trạng khốn đốn. Ngày 10 tháng 9, thông qua trang cá nhân, ca sĩ Hoàng Vũ gửi lời cảm ơn các đồng nghiệp tổ chức đêm nhạc tại Houston, Mỹ để hỗ trợ anh trong thời điểm khó khăn. Xin bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm kích vô hạn đến tất cả anh chị em, đồng nghiệp dành cho ca sĩ trong lúc hoạn nạn, ca sĩ viết. Ca sĩ Hoàng Vũ cũng chia sẻ lại bài đăng của Chi Di E Phương Trinh, đồng nghiệp thân thiết của anh. Trong bài viết, Chi Di E Phương Trinh kể về hành trình chống chọi với căn bệnh viêm xương hàm của ca sĩ Hoàng Vũ, nhiều năm qua. Khoảng 2 năm trước, tôi biết ca sĩ phải vào bệnh viện mổ cấp cứu vì viêm xương hàm, khiến tất cả show diễn lúc đó đều phải hủy. Ca sĩ cho biết sau khi mổ cần khoảng 2 tháng để hồi phục. Nhưng sau đó, không thấy em ấy xuất hiện trên sân khấu nữa. Khoảng 3 tuần trước, ca sĩ Tuấn Hiền gọi điện thông báo tình hình của ca sĩ, lúc đó mình mới hay. Hóa ra bao lâu nay, không thấy ca sĩ xuất hiện trên sân khấu là vì em không còn khả năng để hát nữa, cô cho biết. Chi Di E Phương Trinh tiết lộ ca sĩ Hoàng Vũ là người sống tích cực, hiếm khi than vãn hay trách cứ số phận. Từ ngày mắc phải căn bệnh quái ác, ca sĩ sụt 15 kg. Khuôn mặt ca sĩ thay đổi khá nhiều, nét phong trần lãng từ ngày xưa cũng không còn nữa. Ca sĩ đã mất mát quá nhiều trong 2 năm qua, nhưng em đã âm thầm chịu đựng và giấu kín nỗi đau của mình. Xin lỗi em vì đến bây giờ chị mới biết tình trạng của em, Chi Di E Phương Trinh chia sẻ. Nữ ca sĩ bày tỏ nỗi xót xa khi ca sĩ Hoàng Vũ phải âm thầm chịu đựng bệnh tật suốt thời gian qua. Sau khi nói chuyện với Cam Thơ thì chị mới biết rõ tình trạng sức khỏe của em. Chị thương chúc em thật nhiều sức khỏe và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn phía trước. Thứ năm này hai chị em mình gặp nhau nhé, Chi Di E nhắn với ca sĩ Hoàng Vũ. Vì ảnh hưởng của bệnh, hiện ca sĩ Hoàng Vũ không thể tiếp tục ca hát. Chứng kiến tình cảnh của người em đồng nghiệp, Chi Di E bày tỏ, một ca sĩ có giọng hát hay, như ca sĩ mà không bao giờ có thể hát được nữa thật là đau đớn. Ca sĩ Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Nam ca sĩ sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là ca sĩ rock nổi tiếng Bích Phương. Ca sĩ Hoàng Vũ được biết đến sau khi tham gia liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999 và Sao Mai Điểm Hẹn 2004. Đặc biệt là ở Sao Mai Điểm Hẹn 2004, anh giành giải nhất do khán giả bình chọn. Tôi là ai, em là ai, đôi mắt Pleiku, vì yêu, là những ca khúc nổi tiếng của ca sĩ. Những năm qua, ca sĩ Hoàng Vũ định cư tại Mỹ. Tại đây, anh vẫn đi diễn, kinh doanh phòng thu, nhà hàng. Năm 2018, anh hé lộ việc đã kết hôn và sinh con. Tháng 3 năm 2023, ca sĩ Hoàng Vũ cho biết bị viêm khớp xương hàm, sau đó phải phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ dẫn đến gương mặt khác lạ so với trước đây. Anh bị sụt cân, hạn chế dùng cơ hàm và ăn đồ mềm. Cách đây gần một tháng, ca sĩ Hoàng Vũ từng chia sẻ hình ảnh đi chơi cùng gia đình. Đó cũng là sau 7 tháng nam ca sĩ xuất hiện hậu điều trị viêm khớp xương hàm. Thời điểm đó, anh sụt cân thấy rõ nhưng vẫn giữ được tinh thần tươi tắn. Ca sĩ Hoàng Vũ còn thay đổi kiểu tóc mới để trông trẻ trung hơn. Khi được bạn bè hỏi thăm sức khỏe và đưa lời khuyên nhớ ăn uống đầy đủ, nam ca sĩ đều đáp lại với thái độ rất vui vẻ, lạc quan. Anh cho biết lý do ngày càng gầy là do dù đã cố gắng, nhưng không thể béo lên và đạt đến số cân như trước kia.